Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Radius trên Sweet Cisco và xác thực 802.1x trên các thiết bị Windows. Trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn dựng một Radius server trên Windows Server 2016 và test dịch vụ với FortiGate rồi. Với bài lắp xác thực 802.1x thì mình vẫn sử dụng Radius trên Windows Server. Thực tế có nhiều loại Radius server khác nhau, cách cấu hình cũng khác nhau. Tuy nhiên thì cách cấu hình trên switch và trên máy tính thì nó giống như nhau cả thôi. Radius thì cũng có rất nhiều các tham số khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu và policy của từng hệ thống. Do vậy trong video này thì mình sẽ chỉ sử dụng một số tham số cơ bản để client có thể sử dụng thông tin xác thực khi kết nối vào mạng. Xác thực đúng thì sẽ được truy cập, đơn giản vậy thôi. Các bạn cứ hiểu đơn giản là trên Radius chúng ta đưa ra bao nhiêu điều kiện thì connection phải đáp ứng bấy nhiêu mới có thể kết nối vào hệ thống. Tuy nhiên không phải thiết bị nào cũng đáp ứng được toàn bộ, nên nếu đưa ra quá nhiều điều kiện ban đầu thì chúng ta sẽ rất dễ gặp lỗi. Do vậy với các bạn đang lắp hoặc test thử hệ thống thì mình khuyên các bạn nên bắt đầu bằng một điều kiện đơn giản là user group để client có tài khoản đăng nhập. Sau đó test xác thực 802.1x ok rồi thì chúng ta mới bắt đầu thêm các điều kiện khác vào và test tiếp. Như vậy thì chúng ta dễ xác định được vấn đề khi client không thể xác thực. Mô hình của mình rất đơn giản. Radius server của mình IP là 10.10.10.120. Sweet Cisco mình đang dùng là dòng Cisco C1000. Với các dòng Catalyst như dòng 2960, 3850, 9000 thì các bạn cũng cấu hình tương tự. Câu lệnh của mấy dòng switch này thì nó tương tự như nhau cả thôi. Máy tính của mình sẽ cắm vào cổng 24 trên switch. Mình sẽ cấu hình .1x cho cổng 24 này. Để khi máy tính cắm vào cổng 24 sẽ phải sử dụng user trên Windows Server để đăng nhập. Nếu đúng tài khoản thì sẽ lấy được IP và truy cập vào mạng. Lúc này thì switch sẽ đóng vai trò là Authenticator. Ok, mình sẽ đi vào phần cấu hình. Trước tiên thì chúng ta cần khai báo Radius Client cho Sweet Cisco trên Radius Server. Các bạn kích chuột phải vào Radius Client và chọn New. Tích chọn Enable Zip Radius Client. Name các bạn đặt tên cho Client. IP này là IP trên Sweet. Trên Sweet thì mình chưa cấu hình IP. Lát nữa mình sẽ đặt IP này cho Interface VLAN 1. Phần Shared Secret này là key mà các bạn sẽ nhập trên switch khi cấu hình Radius. Tiếp theo các bạn cấu hình các policy để tạo các điều kiện cho truy cập. Policy thì các bạn có thể tạo trong menu Policy hoặc các bạn cũng có thể kích vào menu gốc NPS. Chọn 802.1x Wireless or Wired Connection. Nhấn Configure 802.1x. Chọn Type là Wired Connection cho các kết nối có dây. Còn phần Wireless Connection các bạn sẽ chọn khi sử dụng với mạng không dây. Name thì các bạn có thể sửa để dễ phân biệt với các policy khác. Radius Client thì các bạn add các thiết bị muốn kết nối qua policy này. Mình sẽ chỉ để switch C1000 thôi. Authent thì chọn PEAP. User Group các bạn add nhóm tài khoản được sử dụng để xác thực 802.1x vào. Mình đã có một user group là 802.1x với 3 member rồi nên mình sẽ sử dụng group này. Như vậy thì NPS sẽ tạo cho chúng ta hai policy, một cho Connection Policy và một cho Network Policy. Nếu các bạn kích chuột phải vào Policy và chọn New thì các bạn cũng chỉ cần tạo hai policy tương tự là được. Trong phần Network Policy này thì mình sẽ edit lại một số thông tin.
các bạn chuyển qua tab Constraints. Trong phần Authent thì mình sẽ add thêm MSC SAP vào. Chuyển sang tab Setting. Trong phần Standard này, nếu các bạn để mặc định thì các bạn sẽ cần phải cấu hình port trên suite access một VLAN cụ thể. Nghĩa là trên cổng suite các bạn sẽ cấu hình là suite port access VLAN 10 chẳng hạn. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp các bạn muốn gán VLAN động cho một số user với 802.1x thì chúng ta sẽ cấu hình ở đây. Ví dụ các bạn muốn các user trong group sale khi xác thực thành công thì sẽ tự động access vào VLAN 10, còn user trong kế toán khi xác thực thành công sẽ tự động access vào VLAN 20 chẳng hạn. Khi đó thì các bạn sẽ cần tạo hai policy cho hai user group này. Mình sẽ xóa hai thuộc tính mặc định ở đây. Để cấu hình VLAN động thì chúng ta sẽ cần add thêm 3 thuộc tính. Đầu tiên là thuộc tính Tunnel Medium Type. Nhấn Add. Sau đó thì chọn giá trị là 802. Nó sẽ bao gồm toàn bộ các thuộc tính 802 Ethernet. Tiếp theo các bạn add thuộc tính Tunnel Type và add giá trị là VLAN. Cuối cùng là thuộc tính Tunnel PVT Group ID. Thuộc tính này để xác định VLAN ID sẽ gán cho user là gì? Do trên switch mình chỉ có một VLAN nên mình sẽ để VLAN là 1. Để gán VLAN động thì chúng ta sẽ cần 3 attribute này. Khi đó thì các user có trong group 802.1x của mình nếu xác thực thành công thì sẽ được gán vào VLAN 1. Và trên switch chúng ta sẽ không cần lệnh switch port access VLAN nữa. Ok, trên server như vậy là xong. Giờ mình sẽ cấu hình Radius và 802.1x trên switch. Các bạn làm đến đâu thì nên check luôn đến đó để dễ xác định sự cố nếu mà xác thực không thành công nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cần đặt IP cho interface VLAN 1. Do switch mình đang nối với Radius server bằng VLAN 1. Với mô hình của các bạn thì các bạn chỉ cần đảm bảo switch có thể ping được Radius server và không có firewall nào chặn các port của Radius là được nhé. IP mình sẽ cần đặt trùng với IP mà mình đã khởi tạo trên Radius lúc trước. Mình sẽ ping thử để kiểm tra kết nối. Ok, kết nối giữa hai switch và server đã thông. Tiếp theo thì mình sẽ cần kích hoạt AAA lên. Sau đó thì tạo Radius server. Mình sẽ đặt tên là SRV. Trỏ đến IP của Radius với port Authent là 1812 và Occulting là 1813. Các bạn lưu ý các port này trên Radius nhé. Mặc định các port của Radius là 1812 và 1813. Tuy nhiên thì các port có thể thay đổi và có thể khác nhau giữa các Radius, nên các bạn cần kiểm tra trước khi cấu hình. Port trên switch và Radius gần giống nhau. Trên switch Cisco, nếu các bạn không khai báo port thì mặc định sẽ là port 1645 và 1646. Key sẽ là shared secret mà các bạn đã cấu hình trên server. Nếu các bạn có nhiều Radius server và mỗi server cho một dịch vụ khác nhau thì các bạn có thể cấu hình các group. Ví dụ mình sẽ tạo một group cho Dock1x. Sau đó add các server các bạn vừa định nghĩa vào. Khi đó thì các bạn có thể sử dụng mỗi group Radius cho các dịch vụ khác nhau.
Sau khi cấu hình xong radius thì các bạn cấu hình xác thực dot 1x bằng radius. Nếu group các bạn sử dụng là radius thì suite sẽ sử dụng toàn bộ các radius server mà các bạn cấu hình trên suite. Còn nếu các bạn sử dụng group mà các bạn cấu hình thì các bạn chỉ cần gõ tên radius đã cấu hình ở trên vào là được. Mình sẽ sử dụng radius. Sau khi cấu hình xong thì các bạn có thể sử dụng lệnh show AIA server để kiểm tra. Trạng thái của server là up, nghĩa là chúng ta đã kết nối thành công đến Radius server. Sau khi server up thì các bạn sẽ cần bật dot1x lên. Sau đó thì bật xác thực dot1x trên interface. Trên interface thì chúng ta cần phải cấu hình port về một mode cụ thể thì mới bật được dot1x. Mình sẽ cấu hình về mode access. Do trên server mình đã cấu hình Dynamic VLAN rồi, nên là trên interface mình sẽ không cần phải cấu hình switch port access VLAN nữa. Bật dot1x bằng lệnh dot1x PAE Authenticator. Authentication Port Control Auto. Để kiểm tra, các bạn có thể show dot1xo lên. Dot1x đã được enable và bật cho cổng 24. Trên switch như vậy là xong. Trên máy PC thì trước tiên các bạn cần bật service quiet auto config lên. Các bạn mở service trên máy tính lên. Tìm mục Wired Auto Config. Sau đó bật dịch vụ này lên. Các bạn đổi Startup Type sang Automatic để máy tính tự động chạy dịch vụ này lên khi khởi động. Sau đó thì vào Network Connection. Chọn cạch mạng và Property. Các bạn sẽ thấy có thêm một tab Authentication. Trước khi bật Wired Auto Config thì sẽ không có tab này. Các bạn tích chọn Enable 802.1x. Authent Method chọn PEAP. Bấm Setting. Bỏ tích mục Verify Server by Certificate này đi. Authent bên dưới chọn MSCSAP V2. Nếu máy tính của các bạn join domain thì các bạn bấm config và tích chọn vào mục này. Khi đó thì máy tính sẽ tự động sử dụng tài khoản login Windows để xác thực 802.1x. Còn nếu không join domain thì các bạn nhớ bỏ dấu tích này đi nhé. Nhấn Additional Setting. Tích Specify Authent Mode và chọn User Authentication. Nếu các bạn muốn lưu thông tin đăng nhập thì nhấn Save Credential và nhập tài khoản xác thực 802.1x vào. Còn không thì mỗi lần cắm dây thì máy tính sẽ yêu cầu nhập một lần. Mình sẽ không nhập phần này để PC hiện pop-up lên. Mình sẽ bật Debug Radius trên switch lên trước. Bây giờ thì mình sẽ cắm dây mạng vào. Pop-up này đôi khi sẽ không hiện lên do mình đã lưu tài khoản trước đó. Mình sẽ vào Credential để nhập.
Sau khi xác thực thành công thì PC sẽ nhận được IP và truy cập được vào mạng bình thường. Các bạn có thể xem log trên switch. Khi bật debug thì trên switch sẽ hiển thị các log trao đổi. Truy cập đã được accept. Máy tính đã nhận được IP và có thể truy cập Internet. Có thể là do card mạng của mình bị treo cho nên là nó cứ báo idle notifying mãi. Mình sẽ tắt thử card Wi-Fi đi. Ping 8.8.8.8 thành công. Như vậy là PC mình báo ảo thôi, còn action là accept và ping được Google là ok rồi. Trên đây là những cấu hình cơ bản, chúng ta có thể sử dụng 802.1x xác thực khi người dùng kết nối vào mạng. Các bạn có thể cấu hình xác thực trước, sau đó thì thêm các option khác vào để test. Có khá là nhiều nên mình sẽ không đề cập trong nội dung video này. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.